Và đồng thời là điều hướng hành trình
Mạnh mẽ chút xíu mình sẽ lên. Có tuyệt vời không ạ? Ở đây để nói đến lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Royal Challenge 660 trong con phố, đó chính là mình trang bị đầy đủ tất cả những công nghệ hỗ trợ cho người lái mà Royal sẽ ứng dụng vào mẫu Challenge 660 này. Và đó là hướng ga điện tử, driver boy, hệ thống chống lốc xung quanh ABS và kiểm soát lực bản đường, traction control. Kèm theo đó là hai chế độ lái riêng biệt, rain và road, giúp cho Challenge 660 có thể khiến cho người lái có thể tự tin chuyển đổi cái hệ thống vận hành của xe tùy phù hợp vào cái điều kiện điều khiển của mình. Vòng
nghĩ nha. Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chương trình rút thăm may mắn với giải thưởng đặc biệt. Và những giải thưởng chắc chắn rằng sẽ là những tiền đam mê giúp cho các anh chị mình dễ dàng đón nhận được những phần quà. Tôi không thấy tưởng là những phần quà này có thể đồng hành với chúng ta trên mọi những con đường các anh chị nha. Và ngay bây giờ xin mời tất cả các anh chị chúng ta hãy lắng nghe thật kỹ. Tôi có hoạt động đối với ngày như sau: sẽ có 4 chiếc ví Triumph, 2 đôi găng tay Triumph, 5 chiếc áo bông Triumph dành cho những anh chị nào đang có phiếu rút thăm may mặc trên tay. Và đặc biệt hơn nữa, quý vị nào chúng ta đang đón xem livestream của tối ngày hôm nay thì đừng quên chia sẻ nè, like nè, share và hơn thế nữa là comment tương tác thật là nhiều để chúng tôi cũng có thể có cơ hội lan tỏa tinh thần và yêu xe đến với tất cả các icon nào không thể có mặt tại Phát Huy Áp ngày hôm nay các anh chị nha. Và ngay bây giờ đây chúng tôi xin được trân trọng nhắc lại à, các anh chị ơi hãy giữ thật kỹ những lá phiếu của mình, bởi vì buổi tối ngày hôm nay mình sẽ có cơ hội được chung những phần quà ý nghĩa sau đây. Đó là một chiếc ví đến từ Triumph, cũng có thể là hai đôi găng tay của Triumph, có hơn thế nữa chúng ta có 5 chiếc áo bông của Triumph. Các anh chị chúng ta hãy giữ thật kỹ, bởi vì giải thưởng của chúng tôi chỉ trao cho những khách hàng nào, những anh chị, những khách mời nào có